Mình tôi xin chào tất cả mọi người. Mình bảo xin chào mọi người. Đấy các bạn, mình vừa dẫn Bảo xuống chợ đi mua ít đồ chơi. Đấy, không biết là đồ chơi gì. Đó. Tôi thấy có người lớn và trẻ con. Thôi, đây nói qua các bạn là mình vừa chở Bảo xuống để đi tìm tình yêu. Đấy, hôm nay nói qua các bạn là Bảo vừa nghe tin chị Thư là chị Thư có nói chuyện với Bảo là mấy ngày hôm nay em Hằng là không có điện thoại, là phải mượn điện thoại mọi người trong tem này thi thoảng gọi điện về cho mẹ. Đấy. Thế hôm qua là chị có đi chợ với chị Thư thì thấy Hằng là ngó vào chỗ tiệm điện thoại, là ngó một con điện thoại nhưng không có tiền mua. Đấy, hôm nay Bảo nghe thấy phát biết luôn, phóng xuống mua điện thoại luôn. Thế là tính là tặng em nó à hay sao? Tặng cho Hằng đỡ phải thi thoảng muốn gọi về cho nhà đỡ phải mượn điện thoại của mọi người. Mượn nhiều thấy ngại. Nói chung mình là mượn nhiều của ta không phải ngại thấy ngại. Nói chung là bà cũng hay xa nhà mọi người, và Bảo cũng biết cái cảm giác mà phải thường xuyên gọi điện cho gia đình ấy, nên là Bảo cũng tạo điều kiện cho em nó, chắc là cái này mua tặng em nó luôn nha. Hả? Tuy không chắc tiền không trả tiền nhưng mà đây là món quà em tặng cho cái này mà không trả tiền á. Nói chung là anh em nói qua như thế rồi, còn bây giờ mình sẽ vào gọi Hằng ra để cho Bảo nói chuyện riêng nhé, chứ kiểu anh em như thiên này làm gì nhá. Ok. Anh ngồi chơi có chút việc. Vâng. Thì anh thấy từ hôm em xuống em không có điện thoại, anh thấy em hay mỗi lần thi thoảng em cũng vài ngày anh thấy em mượn điện thoại của mọi người nhiều để gọi về cho nhà. Hôm nọ chị Thư đi chợ về, chị Thư cũng gọi anh ra bảo là hôm nọ em đi cùng với chị Thư đi qua quán điện thoại thì cũng thấy em cũng có một cái điện thoại cũng có điện thoại định mua nhưng mà chị Thư bảo em không có tiền. Đấy em có rẻ, con rẽ vào đấy nhưng mà nó mắc quá. Thế là thôi. Điện thoại bây giờ cũng phải tầm cũ ngoài tầm 2 hoặc 3 triệu thì em mới đúng đấy. Thì em lại không có tiền nên là anh vừa rồi ra ngoài kia cũng mua một cái điện thoại đây. Anh cũng mua một cái điện thoại về kiểu như là tặng em này, là món quà tặng em này. Đây. Anh tặng em cái này á? Ừ. Thôi em không nhận đâu, cái này đắt lắm. Cái của em chỉ xem cái iPhone 6, iPhone 7 thôi, anh đưa cái này. Hoặc nếu ví dụ mà đây cũng được, em cứ cầm hộ cho anh vui. Thôi nhưng mà cái món quà này nó giá trị quá, em không nhận được. Công nhận là bây giờ em đang anh thiếu điện thoại đây này, nhưng mà anh biết là cái này đối với em là đắt. Em không có, em ngại em không nhận, nhưng mà em cứ nhận cho anh vui, đấy. Thôi nhưng mà em không nhận được, tại vì là hay là em sợ là ví dụ là làm hỏng, bây giờ anh tặng em làm hỏng, em sợ về sau không có tiền đền đúng không? Nó giá trị nó cao ấy mà anh cũng phải làm nữa chứ. Ừ. Nên anh tặng em cái đấy anh biết, nhưng mà em cứ nhận cho anh, hoặc có thể nếu em cảm thấy là anh tặng em tặng em là em cảm thấy là em sợ nó kia thì hay là em cho anh cho em mượn được mượn. Nhưng mà anh cho em mượn cái này bao giờ em mới có tiền trả anh được? Thì em mượn đến lúc nào em có tiền hoặc ấy thì em trả không được, sao không được. Ví dụ bây giờ anh tặng em không lấy, em không dám lấy, nhưng mà anh lại cho em mượn hoặc anh cho em mượn không được. Đây. Nhưng mà nó sẽ có giá trị này, bao giờ em mới kiếm đủ tiền để trả anh. Thì biết sao lúc nào em hàm có tiền là được, tặng trả anh cũng được đấy, hoặc trả anh một nửa có tiền cũng được đấy. Coi như một nửa tôi kia anh cho em tặng em. Thì nếu em không nhận em cứ mở ra đấy, ví dụ em không dùng anh có thể anh dùng thêm hai máy cũng được đấy, một tay hai máy em cứ mở ra đi. Thôi để em mở nhá. Đấy. Sao? Có ra không? Đấy, anh mở. Ô đây là cái con iPhone 6 mà lớp hôm nọ em xem mà. Thì chị Thư bảo không ngó, em ngó con điện thoại này nên anh tìm anh mua. Không biết có phải chuẩn không, hôm nọ em ngó không. Đấy. Đúng rồi anh ạ. Hay con hôm nọ chị Thư bảo em ngó con này nên anh tìm em, không biết có phải con này không. Hay bảo con to con 6, con ấy vừa phần nút 6 ạ, 6 phần nút đấy. Anh có thích không? Thích anh ạ. Tại hôm đấy em định mua này nhưng mà em vẫn chưa đủ tiền ấy. Không thiếu. Bây giờ mà em kiểu anh tặng em không dám nhận thì bây giờ có thể anh cho em mượn cũng được. Ví dụ về sau ví dụ như nào thì phải em làm dần dần trả anh cũng được đấy.
Vâng ạ. Mà sao nhỉ? Khó quá. Nói gì? Em thấy anh Thanh, anh thấy em không có điện thoại nên anh cảm thấy thương, thương nên anh mua về tặng em đấy. Vâng, thế thì em có coi coi như là anh cho em mượn nhá. Vâng. Xong lúc nào em có tiền xong em gửi anh. Cũng được đấy. Vâng.